Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Trung Trần lại quay tiếp cận cảnh unbox hai chiếc Dell Latitude 7320 dạng 2-in-1, tức là có thể gập được 360 độ. Chiếc này thì hai chiếc này thì Trung Trần sẽ ship code cho anh Tạ Hoàng Huy ở Học viện Biên phòng Sơn Tây. Học viện Biên phòng Sơn Tây, anh Tạ Huy có lấy luôn hai chiếc, một chiếc mua cho anh và một chiếc mua cho bạn của anh Huy luôn. Đấy, thì đây sẽ là Dell Latitude 7320 2-in-1. Đây là hai hộp sạc bên ngoài, đây là hộp của máy đây. Đấy. Hộp của máy đây. 7320 2-in-1. Đấy. Đây, mặt A cực kỳ đẹp. Không hề một vết dựng, một vết sốt nhỏ. Đấy, đây là hông bên trái của máy. Đấy. Đây là cái khe cắm này thì sẽ chưa dùng ở Việt Nam nhé. Đây là khe cắm security card. Đấy, đây là jack cắm tai nghe 3.5. Đây là hốc tản nhiệt. Đấy, đây sẽ là vừa là cổng sạc và vừa là cổng xuất dữ liệu out ra, cổng Type-C. Đấy. Đây, mình nhìn bên này luôn. Đấy, chỗ này cũng có một khe thoát nhiệt này. Đấy. Bên này thì sẽ có đây khe cắm khóa Kensington này, HDMI này, Type A này, cũng là một khe Type C này và một khe micro SD. Đấy, đây mặt trước, hông bên phải. Còn đây sẽ là mặt trước của máy đây. Đấy. Đấy, ok. Đây, còn ví dụ mình muốn mở nhé, thì đây sẽ có một cái chốt mở đây. Đấy, đây. Con này thì không phải chốt, cũng như thế mà mình mở lên luôn. Đấy, mở ra đây. Đây là vân tay tích hợp nút nguồn đấy nhá. Đấy, mình chỉ cần là bấm nút nguồn này thì tự động là máy khởi động và máy sẽ quét vân tay mình luôn, cực kỳ tiện, không cần phải nhập mật khẩu nữa. Đấy, và đặc biệt thì anh Huy có chọn chiếc này là chiếc 7320 2-in-1, tức là gì, có thể gặp được như này. Đấy, nó gặp được như này, mình cầm giống là tablet luôn. Đấy, 2-in-1, chiếc này là full kim loại luôn. Ok, đây sẽ là bốn số service tab cuối của máy luôn. Đây Huy nhá, một chiếc sẽ là 1FBK3, 5 số cuối là 1FBK3 nhé. Đấy, 1FBK3. Okay. Đây sẽ là một chiếc này. Đây sẽ là một chiếc này. Okay. Và đây sẽ là sạc của máy đây, sạc của hai chiếc đây, sạc của máy đây nhé. Đấy, ok, Trần sẽ bóc ra cho anh. Đây, dây sạc này thì có uy tín không, sạc mới 100%. Sạc xịn cho máy. Đó. Con này sạc Type-C luôn. Con này chạy là 9W. Đấy. Ok. 9W. Chúng Trần sẽ bóc con này ra cho anh luôn để mình cắm sạc. Cái này thì mình cũng sẽ cắm sạc không bên này. Cắm bên này. Đây, cái cắm sạc đấy nhá, cái biểu tượng cắm sạc đấy nhá. Đấy. Cắm đây. Ok. À quên, chưa. Cắt qua đoạn này nhá, anh nhá. Đây, cái này thì mình bắt đầu là mình cắm vào ổ điện trước này. Đấy, cắm ổ điện trước. Ok. Đấy, khi này thì đầu này sẽ có đèn báo sạc này. Đấy. Một đầu sẽ có đèn báo sạc và đầu này thì mình sẽ cắm đây nhé, cổng Type-C bên này nhé, chứ không phải bên này nhé, cổng Type-C bên trái nó có cái biểu tượng sạc này, đây cái biểu tượng cắm sạc mình cắm vào đây. Ok. Đấy. Khi này thì chúng ta sẽ bấm luôn. Đấy. Cô đeo hiện lên này, đấy là một chiếc đầu tiên,
Ok, xong điểm chết thứ hai thì anh cũng sẽ quay cho các bạn. Thứ hai thì anh sẽ quay cho các bạn. Cái này giống hệ trước đấy. Đây là như cô móc. Cô giá đang phát sale chỉ còn 17 triệu rưỡi, được cấu hình là i7 11.1185 G7, RAM 16 luôn, SD 256GB, màn Full HD IPS cảm ứng và màn 13 inch cực kỳ gọn. Đấy, đây là full kim loại nhé. Đấy. Mặt dưới này thì có thể sẽ là nhựa cao cấp nhé, có thể nhựa cao cấp và phủ lớp sơn là giống màu cả màu kim loại bên trên. Còn đâu thì mặt mặt A này. Đấy. Và mặt C cái tay này là full kim loại. Đấy. Đấy, thì các cổng cũng sẽ như con kia thôi. Thì bây giờ Trung Trần sẽ tiến hành cắm sạc lên cho anh và bàn giao phối hình cho anh luôn. Tại vì Gen 7 đến Gen 8 nó có tên những vấn đề từ chip đầu sản phần đây sẽ đi một cặp đèn bên. Sạc máy đây. Đấy, sạc con thứ hai. Thế thì một sạc hai. Đấy. Thì dây sạc đây. Một đầu ấy thì anh sẽ cắm vào anh Nguyễn, anh chú ý đây sẽ là rắc ba chạc nhé, thì anh nên mua thêm một cái chạc 3 chia 2 như thế này thì sẽ cắm được anh Duy cũng có mua thêm hai chiếc chạc 3 chia 2 như thế này với giá mỗi cái chỉ có 15.000 thôi, như là anh đến bất kỳ cửa hàng điện nào cũng sẽ như vậy. Thì anh cắm vào như này. Đấy. Ok. Và anh cắm khi mà chạc như thế này ấy, thì cắm được hết tất cả các ổ điện tại Việt Nam luôn. Đấy, ok. Và cái cắt thôi. Đây em lắp đây này. Lọc. Thôi tháo anh ạ. Cắm cắm thẳng vào. Đấy, cắt đi. Anh nhớ cắt đoạn cắm nhé. Rồi rồi. Rồi dài. Đây. Khi mình cắm sạc vào nhé, thì anh sẽ nhìn này. Sẽ có đèn báo sạc sáng này. Đấy, cắm vào đây. Ok, khi cắm lên ấy, thì sẽ bấm nguồn lên. Và đây ra là logo Dell. Logo Dell. Đấy. Ok. Vậy Trung Trần sẽ bàn giao cho anh cấu hình luôn của từng chiếc. Đây sẽ là chiếc thứ hai. Sẽ đọc Civitas. Đây sẽ là... đây sẽ là bốn sơ vết tác cuối của máy anh. 1 BK3 41 BK3. Đấy, những con này cùng lô với nhau thì sơ vết tác khá là giống nhau, nó chỉ khác nhau các một số các ký tự đầu thôi. Đây sẽ là 41 BK3 nhá. 41 BK3. Đấy. Ok, 41 BK3 này. Con này con đầu tiên của anh. Đây, con đầu tiên của anh sẽ là 61BK3. 61BK3 nó sẽ khác nhau một ký tự đầu đó. Cùng lô với nhau, cùng sản xuất với nhau. Sạc được dán cùng nhau luôn. Nó sẽ khác nhau một ký tự đầu. Khi anh nhận máy anh sẽ thấy. Ok, đây sẽ là cấu hình của máy nhé. Đấy. Cái này là những đợt thanh lý cuối cùng của Dell.
Chiếc này sản xuất 2021. Ok. Đây, đây sẽ là cấu hình của máy. Với anh Huy nhé, Trung Trần sẽ tiến hành bàn giao lại cho anh cấu hình. Đây sẽ là chiếc thứ hai của anh. Đấy. Con này sẽ vẫn là chạy chip i7 1185G7. Đấy, và 4 nhân và 8 luồng. Đấy, 4 nhân 8 luồng. Đặc biệt là chiếc này anh chú ý là RAM của anh chọn là RAM 16GB luôn, và RAM sẽ là không nâng cấp được anh nhé. Không nâng cấp được. Với những RAM liền main ấy thì cái bus RAM được đẩy lên cực kỳ cao, anh nhìn này. Đấy, năm 2021 thôi mà anh đã được bus RAM là 4267MHz rồi. Để được 4267MHz này ấy, thì các dòng Ultrabook sẽ phải là tích hợp RAM ở trên main luôn thì nó mới nhanh được, với có băng thông to được như thế này. Có băng thông to được như thế này. Đấy, đây sẽ là ổ cứng của máy. Ổ SK Hynix NVMe PCIe 256GB. Đấy. Và Win sẽ nhận còn 239GB. Đấy, còn đây sẽ là card Intel Iris Xe của máy. Đấy. Và máy này của anh đã có chuẩn Evo. Chuẩn Evo thì tức là đã một có bốn cái tác dụng của chuẩn Evo là card đồ họa sẽ card được nâng lên card Iris Xe rồi. Và chuẩn cái tác dụng thứ hai là pin trâu. Đấy. Tác dụng thứ ba của anh sẽ là có Wi-Fi 6. Đấy. Có Wi-Fi 6. Ok. Tiếp theo là đến màn hình của anh. Màn hình của anh DXDIAG. Đấy. Máy vẫn đang chạy loát nốt một số driver ấy nhé. Cơ bản là lên, cũng đã lên đầy đủ rồi. Đây. Màn hình của anh sẽ là màn Full HD. Đấy, Full HD 1920 x 1080. Tấm nền IPS có cảm ứng và tần số quét lên đến là 60 Hz. Đấy, số quét lên đến 60 Hz. Đây là chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai. Đây sẽ là chiếc đầu tiên của anh đây. Hai con này là Civitas gần như giống nhau, khác nhau cái số đầu của Civitas bởi vì cùng một lô. Đấy. Đây. À. Manager. Ok. Chiếc này thì cũng giống hệt chiếc kia thôi anh nhé. Đây, cũng là i7 1185G7 4 x 8 luôn. Ok, máy máy đầu tiên của anh sẽ là RAM 16GB này. Đấy. Ổ cứng của máy sẽ là ổ S, cũng là ổ SK Hynix 256GB nhé. Đấy, đây sẽ là Wi-Fi 6. Đấy, Wi-Fi 6. Đây sẽ là card Iris Xe. Đấy, máy vẫn hai máy này vẫn Trung Trần vẫn đang cho update driver full hết cho anh. Đấy. Còn tiếp theo đến màn hình. Tiếp theo đến màn hình. Đây, màn hình của anh đây nhé. Chiếc này cũng sẽ là màn hình là Full HD. Đấy, Full HD 1920 x 1080 và tần số quét là trăm sợ chạm được 60 Hz. Tần số quét là 60 Hz. Đấy. Trên này sẽ là cái gạt tắt bật che cam anh nhé. Đấy, anh muốn bảo mật thì anh che cam đi. Đấy. Che cam đi. Ok. Đấy. Cả hai chiếc này đều có thể gập được 360 độ nhé. 360 độ. Đấy. Ok. Đấy, và mình hoàn toàn có thể thao tác cả một cái như thế này. Với Huy nhé, Trung Trần sẽ tiến hành cài đặt update nốt các phần mềm này và test lại lần cuối. Tiếp theo là Trung Trần sẽ đóng thùng xốp chắc chắn gửi đơn vị Viettel Post ship đến tận trường anh là Học viện Biên phòng ở Sơn Tây. Trung Trần cảm ơn anh Huy đã ủng hộ Trung Trần. Cảm ơn anh Huy.